chào tất cả mọi người, lại là Dear đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ. Ok, lại là một video với ván trải bài của Dear. Và chắc hẳn ngày hôm nay mọi người đọc cái tiêu đề, mọi người sẽ thấy nó hao hao giống với tên của một cái bài hát. Cái tiêu đề ngày hôm nay là bạn có hẹn với ai ở tháng 5 này. Nghe giống như cái tên bài hát của chị Nguyên Hà. Cái bài ta có hẹn với tháng 5 á. Cái bài mà hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tươi mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa. Đó, cái bài đó. Thì chính cái bài đó luôn là cái cảm hứng cho đi trong cái ván trải bài của chúng ta ngày hôm nay. Phân tích một chút xíu, bạn có hẹn với ai. Cái chữ có hẹn ở đây mọi người sẽ đưa ra một cái suy nghĩ, nó giống như cái việc là các bạn đang có một cái duyên á. Dường như sẽ có một cái duyên nào đó cho khiến cho bạn phải gặp gỡ cái người đó trong cái tháng 5 này. Cái người trong tháng 5 này có thể là những người bạn đã biết rồi, hoặc có thể là những người mới họ sẽ sắp sửa tới thôi. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là ai, ai là người đang đợi bạn và bạn đang có cuộc hẹn với ai. Như thường lệ thôi thì đi có 4 tụ bài, 1, 2, 3 và 4. Mọi người hãy tiến hành chọn tụ bài đi. Và luôn nhớ rằng cho đi một cái này, bởi vì đây là một ván bài giải chung, cho nên mọi người hãy open nhất có thể khi đón nhận những cái thông điệp của đi nha. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, tụ 1 bắt đầu. Tụ 1 với viên đá màu đỏ đỏ đây. Thì để xem ai, bạn đang có hẹn với ai trong cái tháng 5 này. Thì ngược lại với các cái trải bài của Dia, thường là Dia sẽ đưa các cái thông điệp vũ trụ ở những lá cuối cùng, nhưng bây giờ Dia muốn lắng nghe những cái thông điệp đó ngay những lá đầu tiên. Chúng ta có lá Be Strong, vững mạnh nè, lá Love, và cuối cùng lá cái hoa này là hoa cái gì, cái hoa này mắc tiền lắm nè, cái nhụy hoa nghệ tây. Đây là hoa nghệ tây, lá Cheerfulness. Có lẽ một vài thông điệp quan trọng trong tháng 5 của bạn, bạn cần phải chuẩn bị, bởi vì tình yêu chuẩn bị ập tới mặt bạn. Hoặc hãy mạnh mẽ đứng trước một cái vấn đề gì đó liên quan đến chuyện yêu đương. Hãy mạnh mẽ, hãy vững tin vào một cái chuyện gì đó. Nhưng ba lá này đi chung với nhau thì đi hườm hườm cảm nhận được rằng là dường như sắp sửa sẽ có một cái thông điệp tốt nào đó đến với bạn trong cái chuyện tình yêu. I pull myself up and do what needs to be done. Đó, cái kiểu giống như là mình sẽ có đủ cái khả năng và cái khả năng mạnh mẽ bên trong con người mình á, nó sẽ giúp cho mình hoàn thành những cái gì cần phải hoàn thành, sẽ là giúp cho bạn làm những cái gì mà bạn đang muốn làm. Đó chính là một cái thông điệp rất là thú vị. Mà cạnh đó chúng ta thấy là love, mà ở đây á, love này là God. Cái thông điệp ở đây chúng ta có một cái chữ God. Cái chữ God này thể hiện cho việc á là rất có thể cái tình yêu này á là một cái dạng như một cái duyên trời định đến với bạn nhá, và bạn cảm thấy rất là vui vẻ khi cái người này đỡ luôn cheerfulness. Ok, vậy thì để xem, đầu tiên phải xem, bởi vì mình đang nói về với ai là các mối quan hệ rồi, thì phải xem là vậy thì cái tiến triển của các mối quan hệ trong cái tháng 5 này của bạn nó sẽ như thế nào. Tiến triển mối quan hệ trong tháng 5, đi có 3 lá bài cho tiến triển mối quan hệ trong tháng 5. Đa số đi nhìn thấy được rằng là trong cái tháng này bạn liên quan khá là nhiều với những cái mối quan hệ trong công việc, và rất có thể cái con người này nè cũng là một cái con người xuất hiện từ trong công việc. Cái đó thì một hồi để đi sẽ trải cái những cái lá sau, đi không vội khẳng định, nhưng đi cảm nhận được rằng là dường như trong cái tháng này bạn gặp một chút xíu rắc rối với các mối quan hệ, và đôi phần trong đó nó liên quan đến chuyện tiền bạc và công việc. Có thể một ai đó hoặc là chính bản thân bạn đang gặp rắc rối về chuyện tiền bạc với một vấn đề gì đó, và bạn không thể có một ai giải quyết trừ bạn phải tự vượt qua cái khoảng thời gian này. Đi nhìn thấy được rằng là có rất là nhiều người muốn giúp bạn nhưng không giúp được, nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của họ. Và dường như đến cuối tháng đi, các mối quan hệ xung quanh bạn nó vẫn sẽ có một cái sự hỗ trợ nhẹ thôi nha, cho những cái khó khăn trong cái tháng này của bạn. Nên cho thấy được rằng là những cái tiến triển của mối quan hệ trong cái tháng này, của các cái mối quan hệ xung quanh bạn á, thì nó sẽ xoay quanh cái vấn đề là sự giúp đỡ, công việc hoặc là tiền bạc. Ok, vậy thì cái người mà bạn có hẹn đó, họ là ai? Người ấy là ai? Đó, người ấy là ai? Rất có thể đây là một người đàn ông. Một người đàn ông lớn tuổi hơn bạn. Họ đến đem đến rất là nhiều cái năng lượng tích cực. Nhưng khi mà họ đến á, đi nhìn thấy được rằng là dường như họ đến sau một cái sự sụp đổ nào đó, hoặc họ đến sau một cái vấn nạn nào đó, hoặc một cái vấn đề gì đó bạn vừa mới gặp
phải và bạn cảm thấy đây rất là tệ, thì cái người này đến, họ đem như một cái luồng gió mới, họ đem một cái cảm xúc mới vào trong cái cuộc đời của bạn để khiến cho bạn đỡ mệt mỏi hơn. Và đi nhìn thấy luôn, có thể cái người này á, họ có một cái lứa tuổi khá chững và họ cũng có một cái tầm hiểu biết cũng khá chững chạc. Tuy nhiên họ, cái cách mà họ thể hiện ra bên ngoài, họ thích thể hiện như một cái người ngây ngô, họ thích thể hiện như một cái đứa con nít gì đó. Hoặc là khi mà bạn tiếp xúc với cái người này á, cái người này đem đến cho bạn cái cảm giác rất là thân thuộc. Hoặc là cái cuộc sống của cái người đàn ông này nè, khiến cho bạn cảm thấy mình đã dường như đã từng gặp cái người này trước đây rồi. Hoặc chí ít á, là dường như là cái cuộc sống của họ nó bày ra để dành cho bạn, dành cho bạn có mặt trong đó luôn á, nên là bạn cảm thấy rất là vui vẻ, cảm thấy rất là hòa đồng, cảm thấy rất là dễ dàng tiếp cận. Ba lá cuối đi đưa đây là, vậy thì cái sứ mệnh của người này, họ đến, họ gặp bạn, họ hẹn bạn để làm gì? Họ hẹn bạn để làm gì? Thì ở đây đi nhìn thấy được nè, có thể hiện tại bạn đang mất một cái năng lực nào đó. Cái năng lượng của bạn nó đang bị trầm xuống, và cái người này đến để đem cho bạn, thổi cho bạn một cái ngọn lửa mới. Họ sẽ khơi lên trong lòng bạn một cái passion, dạng giống như một cái niềm đam mê mới, định hướng cho bạn cái cách đi mới, để từ đó bạn sẽ chú tâm vào công việc hoặc là chú tâm vào cuộc sống bạn hơn. Bạn sẽ chi thời gian của bạn nhiều hơn cho cái việc đó, mà cái việc này là cái việc người đàn ông này đến để khơi ra. Và một vài cái yếu tố người đàn ông này có rất có thể đi cảm nhận được rất là nhiều cái năng lượng cung nước từ cái người này. Hoặc đây là bởi vì đây, như đi nói, khẳng định đây là một người rất là tình cảm, họ sống rất tình cảm nha mọi người nha. Ok, vậy thì cái cuộc hẹn quan trọng trong tháng 5 này nó sẽ liên quan đến cảm xúc là một nè. Bạn sẽ có một cái vấn đề gì đó với cái mối quan hệ mà bạn cần phải là be strong, phải thật sự mạnh mẽ để giải quyết nó. Nhưng rồi thì cuối cùng những câu chuyện nó sao? Cuối cùng những câu chuyện nó sẽ xoay quanh cái lá cheerfulness. Cuối cùng thì bạn sẽ rất là hân hoan và vui mừng bởi vì tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết. Những cái vấn nạn xoay xung quanh của bạn á thì nó chỉ đến từ cái việc là công việc hoặc là tiền bạc hoặc một ai đó đang cần cái sự giúp đỡ từ bạn nhưng bạn không giúp được họ, hoặc bạn đang cần sự giúp đỡ từ họ nhưng họ cũng không giúp được bạn. Còn cái người mà đang đợi bạn, cái người mà đang hẹn bạn trong cái tháng này, họ là một người đàn ông lớn tuổi hơn bạn, hoặc chí ít họ có những cái tầng suy nghĩ hoặc một cái tầm hiểu nó chững hơn bạn rất là nhiều. Tuy nhiên họ không đem đến cho bạn cái sự giáo dưỡng hoặc là một cái sự giáo dục đâu đây, mà họ đem đến đó chính là cảm xúc. Họ đem đến, họ khơi nguồn một cái passion, một cái niềm đam mê mới, họ cho bạn một cái ngọn lửa mới. Ok, tụ bài số 1 kết thúc thôi. Ok, tụ bài số 2 bắt đầu. Tụ bài số 2 với cái viên đá lapis màu xanh dương ở đây. Thì để xem bạn có hẹn với ai trong tháng 5 này. Thì đầu tiên đi sẽ muốn xem là những cái thông điệp mà tháng 5 muốn gửi đến cho bạn xoay quanh cái chủ đề này là gì. Wow, sự tỉnh táo, move, di chuyển, hành động. Và cuối cùng, cái lá này đọc cái gì trời? Anticipation. Cái lá này dự cảm, dạng như một cái cảm giác dự đoán trong tương lai, cái cảm kiểu là dự đoán hoặc là dự cảm á mọi người. Thì xoay xung quanh ở đây đi hiểu được như thế này nha. Đầu tiên là nó đưa ra một cái thông điệp là bạn hãy luôn luôn lạc quan và tỉnh táo, hãy luôn luôn tỉnh táo. Đây, my clear mind is easy able to focus and concentrate. Không biết đọc gì đúng hay không nhưng mà nó là như vậy đó. Thì cái lá này xoay xung quanh cái việc là bạn cần phải giữ cho mình một cái đầu óc tỉnh táo trong cái tháng này. Bạn cần giữ cho mình một cái sự tỉnh táo trong cái tháng này. Tiếp, những cái gì mà bạn đang xây dựng á, bạn hãy keep going, hãy tiếp tục làm nó đi, move. Hãy làm cho nó mạnh mẽ, gọi là hãy vận hành những cái việc mà bạn đang làm một cách mạnh mẽ hơn. Hoặc là nếu mà bạn cần cái một cái sự thay đổi thì hãy thay đổi bản thân một cách tốt hơn, vẫn ok. Thì lá move này thể hiện vậy là bạn sẽ có một cái sự di chuyển, maybe đó là di chuyển theo nghĩa vật lý luôn, là bạn sẽ có một chuyến đi đâu đó, hoặc di chuyển theo kiểu tinh thần á, thì nó sẽ xoay quanh cái việc là bạn sẽ có một vài sự thay đổi cần thiết trong cái tháng này. Tiếp ha, đó chính là nếu mà đi nhớ không làm, ở đây là hoa mao lương. Cái lá này nó có ý nghĩa rằng là bạn, cái dự cảm của bạn về một cái vài chuyện gì đó thì bạn hãy cố gắng đặt niềm tin vào nó. Cố gắng đặt niềm tin vào nó theo kiểu giống như là rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu. Và bạn sẽ có một cái dự đoán nào đó thì không sao hết. Bạn chỉ cần lắng nghe chính bản thân bạn, điều gì nó sắp đến. Bạn sẽ có một cái dự cảm, nên hãy lắng nghe bản thân bạn trong cái tháng này nha. Tiếp, vậy thì để xem rằng là
những cái mối quan hệ xung quanh bạn trong cái tháng năm này, bởi vì mình đang nói tới là bạn có hẹn với ai, mà chữ với ai có nghĩa là các mối quan hệ rồi, thì với ai ở đây thì để đi xem rằng là vậy thì các mối quan hệ trong tháng năm của bạn nó như thế nào. Ok, có thể bạn sẽ gặp lại một vài người bạn cũ, hoặc là trong cái tháng này á, bạn sẽ có một vài vấn đề cũ ở một vài mối quan hệ nào đó được moi lên để xử lý lại. Tuy nhiên, cuối cùng thì Dia vẫn nhìn thấy được là Queen of Wands, bạn vẫn làm chủ được tình hình. Tuy nhiên cái tình hình nó hơi bị gay gắt một chút xíu, tình hình nó hơi bị bỏng cháy một chút xíu, nó hơi bị chiến trường kịch liệt một chút xíu nha mọi người ơi. Nói chung là hãy bình tĩnh trước đây, tỉnh táo. Sobriety, tỉnh táo, hãy tỉnh táo, judgment, phán xét, khoan vội xem cái câu chuyện của bạn á trong quá khứ nó như thế nào và đem đến hiện tại bạn phải xử lý ra sao. Khoan vội đánh giá nó, nhưng hãy tỉnh táo để làm gì? Tỉnh táo để cảm nhận rằng đây đã thấy chưa, cái lá dự cảm, tỉnh táo để cảm nhận được rằng là mình có nên khơi lại cái chuyện đó hay không, hay là mình nên cho nó đi theo một cái cách khác hơn. Tất cả những lá bài nó đang khá là liên với nhau nè mọi người. Và mở đầu ra, đi nhìn thấy được là rất có thể cái vấn đề này liên quan đến vấn đề công việc hoặc tiền bạc của bản thân bạn. Công việc, tiền bạc của bản thân bạn, hoặc chí ít đó là việc học hành của bản thân bạn. Nhưng mà chẳng sao hết, cuối cùng thì bạn vẫn control nó ổn mà, bạn vẫn kiểm soát nó được mà. Nên đi cảm thấy, ok, không sao, miễn là bạn kiểm soát nó được thì đi vẫn rất là cổ võ cho cái điều này thôi. Tiếp ha, chúng ta tiến tới cái câu tiếp theo là câu quan trọng nhất. Vậy thì cái người đang đợi bạn, cái người bạn đang có hẹn á, người đó là ai? Người ấy là ai, 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 ai? Lắng nghe tim mình nói rồi luôn. Đây là một người trong gia đình, hoặc một người bạn coi rất là thân thiết, một người rất thân, có thể không phải là người trong gia đình, nhưng bạn coi như người trong gia đình, hoặc đúng thì nó là một người trong gia đình của bạn. Đây sẽ có một cuộc gặp gỡ và nói chuyện với nhau về cái vấn đề nào đó. Và maybe, cái người này là một người nữ. Cái cá tính của người nữ này á, thì hơi gay gắt. Gây gắt theo kiểu là miệng mồm của người này rất là độc, nhưng mà về cái tâm của họ không đến mức như vậy đâu. Khẩu xà tâm Phật nha mọi người. Đây có một con rắn nữa nè, Ace of Swords và là Queen of Swords, cho thấy việc là người này không có cái chủ đích muốn tấn công bạn làm gì cả. Người này không có chủ đích để tấn công bạn làm gì cả. Cái quan trọng là bạn và người này sẽ có một cái cuộc gặp gỡ với nhau mà thôi. Ok, vậy thì để xem người này muốn gặp bạn, cái người phụ nữ này muốn gặp bạn để làm gì. Quay lại cái lá người nữ này nha. Maybe, nếu mà đúng thì nó vẫn sẽ là lá nữ, nếu không thì nó vẫn là một, có thể miêu tả là một người đàn ông. Tuy nhiên cái tính cách của họ và cái cách hành xử của họ rất là gần với lá khuyên nạp so, gần với tính nữ. Họ thường là những người khá là đanh đá, khôn ngoan, có cái lời nói rất là hơi điêu. Nói chung là cái lời nói của Queen Show nó rất là khôn ngoan, và bạn cảm thấy là bạn luôn luôn dưới cơ trong cái cách mà họ nói chuyện á. Bạn luôn luôn là phải chịu thua, chịu nhịn trong cái cách mà họ nói chuyện. Họ như mấy bà cô ở nhà vậy đó. Ok, vậy thì để xem họ đến với cái sứ mệnh của họ là gì. Đầu tiên ở đây đi thấy được là Two of Cups, là The Empress và là Hermit. Họ đem đến những cái điều rất là tốt đẹp nè. Có thể họ đến để giáo huấn bạn, nhưng cái điều giáo huấn này là điều tốt. Dùng cái chữ giáo huấn này nghe nó hơi nặng nề, thì đi có thể biến nó trở thành cái chữ họ đến để họ góp ý hoặc chia sẻ với bạn về một vấn đề gì đó, mà rất có thể về vấn đề tình cảm của bản thân bạn, về vấn đề mối quan hệ của bản thân bạn, bởi vì họ là những người đi trước. Họ đến để cho bạn nhìn thấy được một cái hướng đi lâu dài chẳng hạn, một cái họ vẽ ra cho bạn một cái đường đi lâu dài. Ok, rồi, tụ bài số 2 kết thúc. Tụ bài số 3 bắt đầu. Ok, tụ bài số 3 với cái viên đá màu nâu, chị ông nâu nè. Thật ra mấy bữa nay á, đi đang kiểu giống như là đi bị nhập nhằng trước những cái ý tưởng á. Đi cũng đang tìm cho mình những cái câu hỏi mới, bởi vì đi có xem các cái ván trại của những anh chị reader khác á, đi không muốn làm trùng lại những cái topic đó. Thí dụ những cái topic như là tháng này như thế nào, tháng sau như thế nào thì đi cảm thấy rất là open để nó trùng, bởi vì cái đó là những cái điều căn bản. Nhưng mà những cái câu hỏi nó riêng biệt á, đi muốn khai thác những cái mặt khác hơn để các bạn sẽ có nhiều cái lựa chọn giải trí hơn, theo kiểu là bởi vì bạn đã từng xem cái thông tin đó ở bên cái kênh của chị này, bên kênh của anh kia, rồi lại quay qua xem kênh của đi nữa thì nó không có được đa dạng. Cho nên đi muốn là những cái câu hỏi của đi luôn luôn đa dạng á, cho nên là mấy bữa nay đi đang rất khá là stress luôn. Và tụ số 3 này vô hình chung nó chính là cái tụ đi chọn, cho nên đi đang muốn xem rằng là đi sắp sửa có hẹn với ai và người đó có giúp ích được gì cho cuộc đời của đi ngay lúc này không. Đầu tiên chúng ta có lá optimism, có nghĩa là sự lạc quan. Lạc quan.
I expect good things to happen and they do. Ok, đây là cái sự lạc quan đầu tiên. Tháng 5 gửi đến cho bạn một thông điệp từ sự lạc quan. Bạn phải lạc quan trước tất cả mọi thứ và nhất, hãy tha thứ. Forgiveness. 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 Tại sao lại tha thứ ta? Có thể là trong quá khứ có một vài người làm lỗi với Dia quá đó, cho nên bây giờ nó đưa ra cái này kêu Dia tha thứ thôi. Thì thật sự là Dia cũng là một người rất là open thôi. Người ta nhận lỗi thì mình sẽ tha thứ thôi, không thành vấn đề. Và Dia mong là mọi người cũng có thể open như vậy, open như vậy đối với Dia luôn á. Đối với Dia là đối với sao? Đối với cái tụ bài này và đối với những cái người sắp sửa xuất hiện trong cái cuộc đời bạn, nhất là trong cái tháng 5 này, và đòi hỏi kêu cầu cái sự tha thứ của bạn. Ok, forgiveness. Cái lá tiếp theo chúng ta có lá playfulness. Tuy nhiên cả cái tháng 5 này sẽ kết lại và nó vẫn nổi trội với một cái lá, đó là playfulness. Bạn vẫn sẽ rất là vui tươi, phải rất là vui vẻ, không có thành vấn đề đối với bạn gì những cái vấn đề gọi là buồn bã xung quanh. Bạn không có bị vướng bận bởi những cái điều đó, cho nên là đi cảm thấy ok, không sao hết. Không sao hết nha. Bạn vẫn sẽ vui tươi, bạn sẽ tha thứ cho những con người đã từng lầm lỗi với bạn trong tháng 5 này hoặc trong những tháng trước. Và nhất, hãy lạc quan, luôn luôn lạc quan trước tất cả mọi vấn đề. Ok, đầu tiên tháng 5 nó đã gửi cho bạn 3 thông điệp như thế rồi, thì phải xem rằng là bạn có hẹn với ai trong tháng 5 này. Và để biết được bạn có hẹn với ai thì đi phải xem sơ qua về vấn đề các mối quan hệ xung quanh của bạn đang như thế nào. Các mối quan hệ xung quanh: lá The Magicians, lá The Lover ngược, lá Six of Cups. Ở đây đi hươm cảm nhận được rằng cái mối quan hệ của bạn xung quanh á, thì bạn đang kiểm soát nó khá là tốt. Có một vài mối quan hệ mới được nảy sinh và maybe nó thiên về đâu đó, thiên về tình cảm rất là nhiều. Cái tình cảm này mọi người đừng có nghĩ là yêu đương trai gái nhăng nhít nha, không có nha. Nó có thể là nó vẫn nói về tình yêu, nhưng mà đi thường sẽ giải cái lá The Lover theo kiểu là bạn sẽ có cái sự kết nối cảm xúc với một ai đó. Thì thường tình bạn thì nó vẫn là The Love, nó vẫn là Love thôi chứ nó không hẳn là Lover. Tình bạn nè, rồi không thể là tình cảm gia đình đó. Nói chung là trong cái tháng này, những cái mối quan hệ xung quanh của bạn, bạn đang kiểm soát khá tốt và có những cái mầm mống, rồi những mầm mống phát triển của những mối quan hệ mới, và đi cảm thấy đây là điều tốt nha. Trong cái tháng này thì đi vẫn cảm thấy được rằng là lá Six Cups gợi lên một cái bức tranh rằng là mọi người vẫn đang rất là hào phóng và vui vẻ với bạn, và bạn cũng cảm nhận cái kiểu như vậy, bạn vẫn rất vui vẻ. Và kiểu như là mọi người trong cái tháng này á, bạn cảm nhận được cái sự thật lòng của họ, cho nên không sao hết. Đây, maybe cái sự thật lòng này nó liên quan đến lá forgiveness. Có một ai đó đến xin lỗi bạn, cầu xin cái sự tha thứ của bạn, thì đây forgiveness. Bởi vì bạn cảm nhận được là họ xin lỗi với tất cả những cái sự chân thành của họ, và bạn cũng nghĩ lại những cái mối quan hệ cũ là hai người đã từng như thế nào đó, nên bạn đã tha thứ cho nó. Ok, quan trọng vẫn là bạn có hẹn với ai trong tháng này. Ok, chàng là con của người mẹ hay sầu nên suốt kiếp mắt chàng thường đẫm lệ. Thiệt ra là trong cái lá này thì đi không nhìn ra được đây là nam hay nữ, không nhìn ra được đây là nam hay nữ, mà nó ra lá The World. Thường The World là một lá phi giới tính, mà phi giới tính thì thường nó sẽ là mấy chị bạn dì nè, mấy anh em bạn chú cô cậu đồ đó đó, anh em cột chèo đồ đó. Nói chung là sẽ có những cái mối quan, sẽ có một cái người nào đó đến tìm bạn và đòi hỏi bạn một cái sự tha thứ. For Wells, nó có thể liên quan đến công việc của bản thân bạn. Hai người sẽ cùng nhau nhìn lại cái vấn đề gì ạ? Nhìn lại cái vấn đề công việc hoặc là một cái vấn đề lầm lỗi nào đó trong quá khứ, và các bạn sẽ chịu cho nó, tha thứ, chịu cho nó, thả trôi đi, tha thứ nó. Và thật sự là nhìn trong cục diện này, nếu mà lá Four of Swords là một lần nữa người này đến khơi lên trong bạn một cái nỗi lòng nào đó, tuy nhiên cuối cùng thì hai bạn vẫn có thể kết thúc nó một cách nhẹ nhàng. The World. Vậy thì người này đến như vậy, nhưng mà đi vẫn muốn biết được rằng là cái sứ mệnh của họ đến trong tháng 5 này để làm gì. Một vài cái sự miêu tả, đây có thể là một cái người rất là hay sầu muộn, một người con sầu muộn đó, nên hồi nãy đi mới nói là chàng là người con của người mẹ hay sầu nên suốt kiếp mắt chàng thường đẫm lệ đó. Cho đây một người rất là hay sầu muộn, họ rất có rất là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống, là một. Cái thứ hai nữa rằng là ở đây đi không cảm giác được là họ là hoàn toàn là nam hay hoàn toàn là nữ, cho nên rất có thể là họ thuộc cộng đồng LGBT, có thể là gay hoặc lesbian đó. Ở đây nha, là the words, là the word. Rồi, ở đây cả lá Four Wells. Nếu mà lá Four Wells để thể hiện một cái điều gì đó, thì đây là một người sống khá là khép kín, và họ thường bị chi phối bởi rất nhiều vấn đề về có thể là công việc. Vậy để xem tiếp tục nè. Thì họ đến với sứ mệnh là gì? King of Cups, Eight of Wands, và cuối cùng là The Well of Fortune. Một lần nữa khẳng định luôn,
Rất có thể bạn này là gay. Đây, the Wheel of Fortune, nó vẫn là phi giới tính, nó vẫn là thuận theo tự nhiên một cách phi giới tính, nhưng mở đầu ra một lá kiên. Một lá kiên cho thấy ô giới tính nam được khá là trội ở trong cái lá này. Nhưng mà mọi người cũng không có nên nhìn nó một cách phiến diện như vậy. Không nên nhìn nó một cách quá phiến diện. Cho nên đi sẽ giải một cách nhẹ nhàng thôi. Người này sẽ đem đến những cái cách giải quyết nhanh chóng và làm rõ ràng, làm rõ ràng ra một vài vấn đề trong quá khứ mà lẽ ra nó nên được giải quyết từ rất lâu rồi. Ok, quan trọng cái người này đến là để giải quyết vấn đề. Ta-da! Ok, tụi bay số 3 kết thúc. Tụi bay số 4 bắt đầu. Tụi bay số 4 với cái viên đá màu xanh rêu ở đây. Rồi, với cái chủ đề bạn có hẹn với ai ở tháng 5 này. Đó, ai đang có hẹn với bạn ở tháng 5 để rồi hóa cơn mưa đầu mùa đâu. Đây, để xem. Thì đầu tiên, đi sẽ xem những cái thông điệp mà tháng 5 muốn đem đến cho bạn trong cái chủ đề này đầu tiên ha. Chúng ta có lá Patience, kiên nhẫn, Step Deep, Progress, cái kiểu giống như là sự phát triển một cách ổn định, bền vững á. Và cuối cùng lá hoa cẩm tú cầu, sự thấu hiểu, sự thấu hiểu. Đầu tiên, sự kiên nhẫn, một từ khóa của sự kiên nhẫn. Cái thứ hai, phát triển ổn định, và cuối cùng là sự thấu hiểu. Ba từ khóa này đi ra thì Đi vẫn chưa hình dung được cái câu chuyện của các bạn, nên Đi vẫn sẽ trải lá bài tiếp để xem là Đi có liên kết được gì với những cái lá bài tiếp theo hay không ha. Quan trọng vẫn là vậy thì những cái mối quan hệ xoay chung quanh bạn trong cái tháng này nó sẽ như thế nào. Ở đây Đi nhìn thấy được lá ở giữa, Ten of Cups, bạn sẽ có một vài vấn đề liên quan đến gia đình của bạn trong tháng này. Một vài vấn đề liên quan đến gia đình và bản thân. Nine of Cups. Có thể bạn gặp ở một vài vấn đề là bạn đang thiếu sự kiên nhẫn. Bạn đang thiếu sự kiên nhẫn cho một vài việc gì đó trong cuộc sống mà nó xoay xung quanh vấn đề gia đình của các bạn. Ở đây Đi nhìn thấy là Eight of Wands có nghĩa là sự nhanh chóng, làm cái gì đó nhanh, gọn lẹ, phải nhanh nhẩu lên. Nhưng mà ở đây bạn có sự kiên nhẫn mà lá này là quá nhanh, thì Đi nghĩ rằng là bạn đang sống quá nhanh hoặc bạn đang quá vội vàng trong cái vấn đề gì đó, mà vấn đề này có thể liên quan đến gia đình của bạn. Cho nên trong cái tháng này, nhất là những cái mối quan hệ xung quanh gia đình bạn á, sẽ có những cái sự tiến triển, hoặc là bạn cần phải ngồi giải quyết một vài vấn đề gì đó liên quan đến gia đình. Ok, nhưng quan trọng trong cái câu hỏi này là bạn có hẹn với ai, thì chúng ta phải biết ai ở đây là ai, đúng không? Người ấy là ai? Đầu tiên Đi nhìn thấy có một lá The Devil, lá Page of Swords, lá Ten of Wands. Ok, Ten of Wands là 10 tiền, lá 10 tiền. Đầu tiên Đi nhìn thấy cái người này là một người trẻ tuổi, một người nữ, có thể là một người nữ nha, có thể là một cô gái trẻ tuổi. Bạn đang gặp rắc rối với cái người nữ trẻ tuổi này. Họ có thể là chị hoặc là em gái của bạn, cũng không chừng. Và họ đến để đem cho bạn, kiểu giống như là cái vấn đề mà Đi đang nhìn thấy á, Ten of Wands là cũng là về vật chất, và lá The Devil cũng đang nói về hẳn là về vật chất và lòng tham nữa. Thì Đi đang không biết rằng giữa cái mối quan hệ của các bạn á, đang phải bàn luận về một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà Đi hy vọng rằng nó sẽ được dịch theo cái hướng này, đó là các bạn sẽ ngồi xuống bàn với nhau về một phi vụ làm ăn nào đó, hoặc là các bạn sẽ ngồi xuống để nói chuyện với nhau về một cái lợi ích đồng tiền hoặc lợi ích vật chất nào đó mà các bạn cần phải được giải quyết với nhau. Cái người này là một cái người rất là khôn ngoan. Tuy nhiên cái cách khôn của họ là khôn lõi, chứ không phải là khôn một cách sâu sắc. Khôn lõi là khôn theo kiểu mà khôn dễ bị người ta ghét á. Cho nên là đôi khi cái cách mà họ thể hiện ra bên ngoài vẫn không được nhiều người chấp nhận, và vẫn không được nhiều người ưa thích lắm đâu. Nhưng mà không sao hết nha. Lá The Devil và lá Ten of Wands vẫn dự báo cho thấy được rằng là cái việc mà họ đem đến, họ gặp bạn á, nó vẫn xoay quanh cái vấn đề là lợi ích cá nhân, hoặc là về công việc, hoặc là về việc deal với nhau, thương lượng với nhau về một cái hợp đồng, về một cái dự án nào đó thôi. Nên mình cũng không có quan trọng lắm. Nhưng để xem, vậy thì cái sứ mệnh của họ đến trong tháng 5 này để làm gì? Chúng ta lại một lần nữa có lá Page, cho thấy rằng người này nhỏ tuổi hơn bạn chắc chắn. Lá Four bên tá, nếu mà họ không nhỏ tuổi hơn bạn á, thì cái suy nghĩ của họ cũng rất là con nít. Nói chung họ mà xuất hiện lá Page thì Đi biết ngay là người đó có cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn cho lắm rồi. Rồi ở đây họ đem đến điều gì? Quan trọng chúng ta vẫn nhìn thấy đây là lá Four of Cons và lá Seven of Cons. Tất cả đều là lá tiền. Họ đến để ngỏ ý, hoặc là họ đến để cầu xin bạn, hoặc là để mời gọi bạn cho một cái sự đầu tư vào công việc nào đó. Và thật sự là họ vẫn rất là, nếu mà bạn có thể thì bạn có thể giúp họ đó. Bởi vì Đi nhìn thấy rằng là đến cuối cùng thì lá Ten of
wealth là 10 tiền nó vẫn xuất hiện ở đây, cho thấy được cái độ ổn định và an toàn trong việc đầu tư thì nó vẫn có lợi nhuận và lợi ích không sao hết. Cho nên là việc là nếu mà bạn được nhận một cái lời mời từ cái người này á, mặc dù họ còn nhỏ tuổi thiệt, nhưng mà nếu có thể thì hãy giúp họ. Ok. Rồi, tụi bay số 4 kết thúc. Ok, mọi người ơi, thì trải bài của Điên ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì những cái sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua. Và như Đi có chia sẻ trong cái tụ bài số 3 là bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua Đi đang khá là stress trong việc là phải nghĩ ra được những cái topic nó thú vị. Thú vị ở đây là Đi muốn xác nhận là nó phải có cái gì đó nó đào sâu mà nó khác biệt với những cái kênh của các anh chị khác. Cái khác biệt ở đây là theo kiểu là bởi vì Đi không có muốn là các bạn cứ xem cái tụ đề ở chị này rồi qua chị kia vẫn thế và qua Đi thì cái chủ đề nó lại hiện lên một lần nữa, thì Đi sẽ cố gắng khai thác nhiều cái mặt chủ đề hơn. Và Đi rất là mong mọi người có thể giúp Đi làm cái điều này, đó là xây dựng tiếp Đi về những cái topic đó. Thì bằng cách như thế nào? Mọi người có mong muốn Đi trải về một cái vấn đề nào đó thì mọi người hãy comment xuống phía dưới, thì Đi sẽ nhìn theo những cái câu hỏi đó và Đi sẽ đánh giá ồ cái câu hỏi nào có thể trải và một cái ván trải cộng đồng như thế này được thì Đi sẽ chọn nó. Ok, và cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian nhiều để ủng hộ cho kênh của Đi. Và bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong Đi Tarot tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye.